Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn các cái phép toán trên một byte. Một byte là 8 bit trong cái nhóm lệnh thứ thứ năm. Thì các phép toán trên trên một byte này nghĩa là sao? Thì thực ra nó là các cái phép toán trên trên 8 bit trong một byte thì đúng hơn ha. Tức là đây là những cái phép toán trên trên bit, nhưng mà các cái bit đó nằm chung trong một byte. Thì nó sẽ có những cái lệnh gì? Thứ nhất là lệnh AND ha, lệnh AND thì nó là AND giữa giữa các bit trong hai cái thanh ghi với nhau đó, theo cái thứ tự ha, theo đúng thứ tự. Lệnh OR ha, OR giữa các bit giữa hai thanh ghi với nhau theo thứ tự luôn. Lệnh XOR giữa các bit giữa hai thanh ghi với nhau luôn ha. Rồi xong rồi tới lệnh Clear A là xóa cái giá trị thanh ghi A, hay lệnh CBL A là đảo, nghịch đảo mấy cái bit ở trong thanh ghi A lại, một là thành không, không thành một. Rồi lệnh dịch dịch sang trái, lệnh dịch sang phải, phải dịch, xin lỗi, lệnh rotate, lệnh cuộn á. Đây là lệnh cuộn ha, đây là lệnh cuộn. À đợi xíu mình vẽ này. Đây đây là lệnh, này là lệnh cuộn sang sang trái ha, lệnh cuộn sang trái, được chưa? Lệnh cuộn sang trái đây, rotate A, lệnh cuộn sang trái, tức là cái bit 0 sẽ nhảy qua bit 1, bit 1, 2, 3, 3, bit 6 sang bit 7, và bit 7 sẽ cuộn ngược lại về bit 0 ha. Đó là rotate left ha. Rồi rotate right thì sẽ ngược lại ha, rotate right được ngược lại là từ bit 7 sang bit 6, bit 6 đến 5 rồi về bit 0, bit 0 ngược lại bit 7 ha. Còn cái bit carry này, bit cờ này mình nói sau. Hiện tại là cái dịch trái dịch phải, cuộn trái cuộn phải là như vậy ha. Cái bit cuối thì nó lại quay quay ngược về về đây. Rồi còn tiếp theo nó có một cái rotate left mà có kèm với cái bit carry luôn, có thêm cuộn sang trái và có thêm bit cờ carry ha, thì nó sẽ như thế này. Khi đó cái mũi tên mình sẽ kéo ra đây ha, đó. Nó sẽ như thế này, tức là với 8 cái bit này mình sẽ kèm thêm cái bit carry để mình cuộn ha, mình đưa thêm cái bit cờ carry vô mình cuộn đó. Tức là 0 sang 1, 1 2 2 3 4 5 6 sang 7, và bit 7 sẽ sang bit bit cờ carry, và bit cờ carry giá trị trong bit cờ carry nó sẽ cùng về bit bit không ha. Đó thì đó là cùng 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 với cờ carry ha. Còn này mà sang sang phải thì ngược lại thôi, ngược lại không phải về carry, và carry qua 7 ha, theo hướng ngược lại, ok ha. Rồi tiếp theo là cái swap A, tức là nó hoán đổi giữa 4 bit, 4 nít bộ cao với 4 nít bộ thấp của thanh ghi A với nhau ha. Tức là 4 bit cao qua 4 bit thấp, 4 bit thấp qua 4 bit cao bên trong thanh ghi A ha. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ demo một số cái lệnh cho các bạn coi. Thứ nhất là mình demo cái lệnh lệnh XOR đi cho nó vui ha. XOR. Ok. Thì mình không không nhớ cái lệnh XOR này nó dùng với cái XOR exclusive OR ha. Nó dùng với cái toán hạng nào thì mình có thể mở đây mình xem. Có thanh ghi A với một cái hằng số ha, thôi mình dùng cái dễ nhất đi, còn mấy cái khác các bạn tự nghiên cứu ha. Rồi XOR. Nói chung là mình ghè lắm bạn ơi, nên mình ưu tiên mình dùng cái dễ. Các bạn good thì các bạn sẽ ưu tiên luyện tập với cái khó ha. Rồi ví dụ như trước tiên mình phải cho A bằng nhiêu đó chứ. Ví dụ như cho A bằng 110 gì quên, A phẩy thăng 1100 1111 đi, 0000 đi, binary ha. Rồi sau đó mình sẽ XOR A với 11111 đi, binary đi. Ok, mình sẽ coi thử coi sau khi XOR này thì A bằng bao nhiêu ha, A bằng bao nhiêu. Thì các bạn cũng nhẩm trước đi, các bạn nhẩm trước thôi. XOR là XOR nghĩa là gì? Nếu mà giống nhau á, XOR này XOR theo từng bit ha, trong trong một byte ha. Cái lệnh này lệnh tác động lên một byte, nhưng mà nó sẽ áp dụng cho từng cái cặp bit theo thứ tự tương ứng ha. Ok. Thì ở đây mình sẽ thấy nè, XOR thì 1 với 1 á, thì nếu mà giống nhau, nếu hai bit này giống nhau thì sẽ ra là gì? Ra là không ha, sẽ ra là không. Ok. Thì mình sẽ nhẩm thử coi, tí nữa mình chạy thử coi đúng không? Nhiều khi mình ghẹo quá mình làm sai thì sao? 11 sẽ ra không nè, 11 lại tiếp tục ra không nè, 11 tiếp tục ra không nè, 110 ra không nè. À đây, còn 10 á, 10 tức là nó khác ha, 10 tức là nó khác.
nó khác thì nó sẽ ra gì? Nó sẽ ra một, nó khác nó sẽ ra một, khác ra một, khác ra một ha. Đây chính là cái kết quả sau khi mình chạy ha. Ok, cái này thì mình chuyển sang số hexa là bằng bao nhiêu? Tại vì lúc chạy debug đó thì nó chỉ xem được cái hexa, thì nó sẽ bằng không ít bao nhiêu ta? Không ít không f ha, không ít không f hexa ha. 1111 là f ha. Ok, rồi chạy thử thôi. Vô. Ủa, hình như mình chưa có biên dịch chương trình đó, cái nó bị lỗi biên dịch. Rồi phải biên dịch trước rồi mới chạy đi bắt được nha. Rồi đó, nó nhảy lên đây rồi. Ok, bấm F10 cái thì 11100 tức là F0 á ha. Rồi XOR với A ha, coi kết quả có phải bằng 0F không. Đúng đó, 0F đúng các bạn ha. Ok ha, thì đó chính là cái phép mà trên trên byte, tức là nó sẽ tác động tới từng từng cặp bit tương ứng. Rồi ok, tiếp theo mình lại lấy một cái ví dụ khác, ví dụ như tất chớp tắt xen kẽ ha, chớp tắt xen kẽ cho cái bọt số 2, chớp tắt xen kẽ cho bọt số 2 đây. Tức là ở bên bọt số 2 này mình sẽ nối với mấy con led ha, 8 con led luôn. Thì giờ mình muốn các con led đó chớp tắt xen kẽ thì giờ làm sao? Muốn chớp tắt xen kẽ giờ làm sao? Chớp tắt. Con sáng tắt. Thì nó phải có thêm cái hàm delay vô nha. Thêm hàm delay vô thì tí mình sẽ copy hàm delay vô để cho nó chạy chớp tắt. Tức là xen kẽ. Ok. Thì cũng lại ôn lại câu chuyện là gì, vấn đề về kỹ thuật memory map. Memory map thì khi mà muốn giao tiếp với một cái ngoại vi á, thì thật ra mình chỉ cần giao tiếp với cái thanh ghi trong 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 cái vùng thanh ghi đặc biệt, cái SR tương ứng với cái ngoại vi này là được. Thì khi đó mình quay đây thì mình muốn giao tiếp với ngoại vi này thì mình sẽ tìm cái thanh ghi tương ứng với cái bọt B2 bên ngoài. Thì bên trong cái RAM nội này nó sẽ có một cái thanh ghi gọi là B2. Thì mình chỉ cần ghi dữ liệu vào đây thì cái controller của cái ngoại vi nó tự động đọc dữ liệu này và nó đẩy ra ngoài hardware cho mình. Đó ha, thì đó là cái cách mình giao tiếp với hardware bên ngoài. Ok. Thì mình vô cái thanh ghi B2 thôi. Ok, mình kéo xuống. Rồi chớp tắt đúng không? Ok. Thì mình chỉ cần xuất cái giá trị ra là xong mà, đâu có làm cái gì đâu. Rồi. Ok. Rồi thì mình sẽ có cái bọt là B2 ha, B2. Thì mình sẽ move B2, mình đặt tên biến đi, nhìn cho nó ngầu các bạn, nó ngầu. Led B2 đi. Ha, hoặc led 2 đi. Mình sẽ đặt nó là data B2. Ok không? Mình sẽ move cái led 2 bằng gì? 10101010, mình lựa tính quá thì mình nhập số binary ha. 1 2 3 4 binary. Đó là sáng xen kẽ được chưa? Sau đó mình call cái hàm delay một giây, được chưa? Sau đó mình lại tiếp tục làm gì? Mình lại đảo ngược cái giá trị của cái led này, đó. Thì mình lại có cái hàm đảo ngược mấy cái bit bên trong nữa. CBL à. Đảo ngược thì nó chỉ đảo ngược được cái thanh ghi A thôi, chứ nó không có đảo ngược được cái địa chỉ direct ha. CBL thanh ghi A hoặc là một bit hoặc là bit G đó, chứ nó không có cho thanh ghi khác. Ok, vậy thì mình lại sửa cái code mình lại xíu, mình CBL luôn cái led 2 là không được ha. Không được thì mình tiến hành làm gì? Ok, vậy thì mình sẽ tư duy một xíu là mình sẽ dùng cái thanh ghi A luôn, mình sẽ dùng cái thanh ghi A để mình chứa cái con số này luôn, mình chứa cái con số này luôn, được chưa? Rồi sau đó mình sẽ tiến hành là mình di chuyển cái thanh ghi A qua cái bọt này để xuất thôi. Ok ha, coi như mình sẽ không xử lý trên trực tiếp trên cái thanh ghi để xuất dữ liệu ra, mà mình sẽ xử lý trên cái thanh ghi A. Sau khi xử lý xong rồi thì mình mới đẩy ra ra đây để cái controller nó tự động nó đọc ở bên trong đây, nó xuất ra ngoài bên ngoài cũng hợp lý ha, chứ đừng 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 xử lý trực tiếp trên đây, đúng không? Lỡ như trong quá trình mình xử lý cái controller nó đọc ra thì cái dữ liệu nó không đồng nhất thì sao, cũng hay. Ok rồi đó, thì xong này xong mình tới đây mình sẽ đảo cái thằng A vừa sẵn tiện là mình sẽ đảo được cái thằng A luôn. Đảo A xong mình lại tiếp tục làm gì? Lại copy này quăng vô ha, lại đẩy ra ngoài cái led 2, được chưa? Rồi sau đó lại gọi hàm delay, được chưa? Ok chưa? Thì cái quá trình nó sẽ như thế này, và mình lại tiếp tục mình lại nhận ra một điều là gì,
mình có thể tạo ra một cái vòng lặp được luôn, tạo được một cái vòng lặp luôn ha. Tức là mình cứ đảo cái vòng lặp này, mình cứ đảo xong mình xuất ra đúng không, mình delay xong mình lại quay lại đúng chỗ này, mình lại đảo mình lại xuất ra, mình lại delay mình lại quay chỗ này, mình đảo mình xuất ra mình delay ha. Thì khi đó cái chỗ này mình xóa luôn cũng được, xóa luôn, và chỗ này mình sẽ quăng thành một cái vòng lặp đúng không đó, quá đẹp ha. Thì chỗ này mình sẽ sửa lệnh zoom này, không cho nhảy tại chỗ nữa mà nó nhảy lên lệnh gì, lúp được chưa, A bằng như đây, xong rồi đảo đảo trạng thái của A, xong rồi xuất ra ra led, xong delay, xong rồi nhảy lên đây, nhảy lên đây xong rồi đảo trạng thái của A, rồi xuất ra ra cái bọt, xong rồi tiếp tục gì delay, quá đẹp rồi. Còn hàm delay thì mình sẽ copy vô mình chạy thử ha. Hàm delay đây rồi, copy vô rồi thấy vô đây ok chưa. Rồi rồi ok, save lại, ok, rồi hàm delay đúng giờ, delay đúng luôn, ok, biên dịch chương trình rồi không lỗi rồi. Chạy thôi. À mình chạy debug cũng được ha, chạy debug thì mình mở đây mình xem 1B2 này mình xem, nhưng mà debug á chạy này nó bị giật 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 lắm, có hàm delay vô nó chạy không chính xác đâu nha. Còn mình chạy từng bước á thì mình coi coi mấy cái bảng là ok, chạy từng bước á thì coi ok, nhưng mà nếu mà có hàm delay vô chạy nó không chính xác đâu thì mình qua bên đây mình nạp code vô ha. À, cái code vô nhớ tốc độ là 12 m nha, tại vì cái hàm delay này nó chạy với thạch anh 12 m. Ok. À, chọn firehead chạy. À, đây cái bọt số 2 nè, nhìn nè, màu đỏ là mức 1, màu xanh là mức 0 ha, đó nó xuất cái hạt cái điện áp ra ngoài luôn ở bạn, dễ không, thấy giao tiếp với ngoại vi dễ không, lập trình vi khiển chỉ vậy thôi, bản chất các bạn hiểu được về cái bộ nhớ của nó, về cái địa chỉ của những cái ô nhớ đó, thế là các bạn giao tiếp được với ngoại vi ha. Sau này các bạn có thể tự học những con vi điều khiển khác à, bất kỳ à, còn các bạn muốn mà học những con vi điều khiển khác khó hơn mà tự học cảm thấy khó quá thì các bạn có thể liên hệ mình sẽ góp ý các bạn ha, để các bạn học nó ok hơn đó, mình sẽ support các bạn nếu các bạn cần ha. Rồi tiếp tục ha, ok ha, rồi dừng chương trình ha, dừng chương trình ok. Này đó là bài về sáng tác xen kẽ. Tiếp theo ví dụ như về bài cho một lén sáng chạy ha, cho một cái đốm sáng chạy. Giờ làm sao cho một đốm sáng chạy, mình tưởng tượng ha, có một đốm sáng mình dịch dịch à, mình dịch 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 thôi, dịch đốm sáng tới cuối cùng thì đốm sáng lại tiếp tục, sao nó lại quay lại tiếp các bạn, nó quay quay tiếp nó dịch tiếp à, ok, dịch dịch dịch, dịch. Cho đốm sáng quay lại cho dịch tiếp tới đốm sáng tới đây, cái đốm sáng nó là bằng một á, còn lại bằng không á, nó quay quay để dịch tiếp, ui quá dễ à. Thì cái đó mình dùng cái gì, rotate left hoặc là rotate right ha, các bạn muốn dịch sang trái dịch, dịch sang phải phải thì dịch, ok chưa đó. Không không cần cờ carry, dịch thêm cờ carry để làm cái gì, nếu dịch thêm cờ carry thì nó sẽ có một cái trạng thái là tắt hết ha đó. Ok, dịch xong rồi mình sẽ đẩy cái dữ liệu ra cái bọt B2 là xong à. Cái này các bạn tự làm đi, mình nghĩ này các bạn tự làm đi. À, đừng có nhìn đáp án nha, cái mình lướt lướt đây nó có đáp án rồi nè, nhưng đừng có nhìn, bạn tự làm đi. Rồi giờ mình làm cái sáng dồn trên bọt B2 ha, sáng dồn à, sáng dồn, đừng có nhìn đáp án này nha, các bạn dừng cái video bạn tự làm đi, không được thì hẳn hẳn coi đáp án. Rồi sáng dồn thì giờ làm sao nè, sáng dồn giờ làm sao, sáng dồn rồi, sáng dồn thì cái ý nghĩa sáng dồn là gì, tức là một con sáng xong rồi mình dịch cái là 2 con sáng, dịch cái nữa là 3 con sáng, dịch cái nữa là 4 con sáng, dịch nữa là 5 con sáng, dịch nữa là 6 con sáng, dịch nữa là 7 con sáng, dịch nữa là 8 con sáng, không thì các bạn dừng video đây, các bạn tự làm đi, còn không được thì mình chỉ luôn ha, chỉ luôn các bạn này. Thì khi đó mình sẽ dựa vào cái dịch dịch mà có thêm cờ carry ấy. Thì cái ý tưởng mình như thế này, cái này mình cũng phải tốn thời gian mình suy nghĩ mới ra đáp án nha, chứ không phải là kia đâu. Nên mình chỉ luôn nè. À, ban đầu mình sẽ cho một thằng sáng, được chưa? Hoặc là mình cho tắt hết luôn cũng được nữa. Cho cái thanh ghi A tắt hết. Sau đó mình sẽ set cái bit cờ carry lên 1, mình set cờ carry lên 1 thôi. Đó, xong rồi mình sẽ dùng cái dịch có cờ carry thì số 1 nó sẽ được dịch vô đây. Ha. Sau đó thì nó sẽ đẩy số 0 qua cờ carry thì mình lại tục mình set cái cờ carry lên 1 tiếp.
xong rồi lại dịch vô, thì cái thằng số 1 này đẩy qua đây thì cờ carry nó lại chèn vô thêm vô đây đó, thì thế là nó sẽ dịch được cái sáng dụng ha, rất là đơn giản luôn. Rồi, các bạn dừng video, các bạn tự làm thử đi nha, còn không được thì các bạn coi cái đáp án ở đây. Ok, thứ nhất mình sẽ cho A bằng không luôn ha, không luôn. Rồi sau đó mỗi lần dịch đó, thì mình sẽ cho cái cờ carry lên một trước, set bit. Rồi sau đó mình sẽ cho cái rotate cái carry qua trái đi ha. Các bạn làm qua phải đi, mình làm qua trái. Carry A thì nó sẽ có cái số 1 của cờ carry nó dịch chung vô, thì nó sẽ đẩy vô cái bit 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 thứ không của thanh ghi A, tại vì cờ carry mình lên một rồi thì sẽ có một cái đốm sáng ha. Rồi sau đó mình lại xuất ở đây, mình delay xong mình lại quay lại. Khi quay lại thì mình lại gán cái cờ carry lên một, vì lý do là cái bit cao của thanh ghi A nó bằng không, cái bit cao của thanh ghi A bằng không thì khi dịch qua thì nó sẽ xóa mất cờ carry, vì vậy mình phải set nó lên một lại. Thì mình dịch tiếp thì cái số 1 ở đây nhảy vô đây, cờ cái một của cờ carry là nhảy vô đây đó, thì khi đó mình sẽ tạo ra cái hiện tượng sáng dồn ha. Rồi ok, nó đơn giản như thế bạn, quan trọng nhất là mình phải tư duy, mình đừng có cốt lì nha. Cái thời gian thầy nghĩ ra cái ý tưởng giải thuật, thầy phải ghi ra giấy, thầy phải làm rất là nhiều. Khi thầy làm được rồi, thầy có ý tưởng rồi, thầy mới đưa ra thầy gõ code trong vòng có chưa tới 5 giây nữa, các bạn ra cái đáp cái code được chưa. Còn nếu mà các bạn cứ vô đây, các bạn cứ ngồi gõ code, vừa gõ code vừa suy nghĩ, nó không có ra đáp án đâu nha. Thì đó là cái cách mình tư duy, cứ phải tự làm trước hết, ra cái giải thuật ý tưởng hết rồi bắt đầu đặt tay vô code là xong, có kết quả. Ok chưa, khi nào mà nó ra sáng hết là trong tình huống này nó sẽ sáng sáng mãi luôn ha, tại vì cái cờ carry bằng 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 một, nó cứ đưa vô thì kết quả nó sáng mãi. Các bạn muốn nó tắt dồn thì các bạn biết cách rồi đó ha, tự suy nghĩ. Ok ha, rồi thì đó là cái một số cái lệnh về các phép toán trên một byte ha, 8 bit. Thì các bạn, mình sẽ cho thêm bài tập các bạn làm, các bạn biết thêm ha. Rồi ok thôi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.